Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan khu phát triển bờ hồ Maren phần 1. Đây là một cái khu phát triển rất là mạnh trong thời điểm này. Toàn bộ những khu vực này là đều được xây dựng mới. Những căn nhà ở đây được xây dựng với mô hình lắp ráp. Bạn thấy đây là những cái mà người ta làm những cái đổ những cái trụ móng đó, thì đa số thì không giống như ở Việt Nam mình xây dựng. Ở đây tùy theo khu vực và tùy theo cái từng thời điểm người ta sẽ xây dựng những cái công trình. Đây thì những công trình này là không phải là nhà gọi là cao tầng quá đó. Các bạn thấy những cái cây cần cẩu loại hàng khủng đây các bạn, đó các bạn thấy không, nó cẩu lên những cái bê tông và những cái khung để lắp ráp đó. Nó chỉ có đủ cái bê tông cho cái những cái mặt nền thôi, còn tất cả những cái chất ngăn thì nó đều là những linh kiện lắp ráp. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái toàn bộ khu vực này, cái khung cảnh khu vực này nó xây dựng mới như thế nào. Đó là bây giờ là toàn bộ khu vực này nó đều xây dựng rất là lớn các bạn, phát triển rất là nhanh. Tại vì cái nhu cầu về nhà ở, dân số ở đây nhập cư khá nhiều nên cái nhu cầu nhà ở thì nó rất là cấp bách, nên bây giờ xây dựng rất là cấp bách các bạn. Đó các bạn thấy coi như có người đang vận hành ở trên, thế các bạn thấy không? Đó trên đó cái cần cẩu này đang vận hành các bạn. Cái cần này là cần cẩu khủng luôn các bạn thấy không, nó cẩu những cái mảng bê tông coi như là lắp ráp các bạn. Đó những cái khu nhà này ở đây á là coi như hình thành và rất là nhanh các bạn. Đây coi như là nó xây theo cái kiểu mô hình mới đó, là rất thoáng và dễ sử dụng. Cái mô hình đây là nó gọi là cái mô hình mà năng lượng đó các bạn. Đó thoáng gió và rất là thoáng, coi như trong cái khu nhà này. Bây giờ nên ở đây là những cái khu xây dựng mà những công trình mới, những cái sơ đồ theo hình thành là xây dựng mới các bạn. Đó cái cần cẩu to, hai cái cần cẩu to đùng nó vận hành để coi như là đã làm từ hết cho khu vực này rất là nhiều các bạn. Hôm nay mình chỉ chia sẻ một cái góc nhỏ chỗ này cho bạn thấy đã hình thành như thế nào. Đó bây giờ có một số coi như là đã hoàn thiện, gần đưa vào sử dụng các bạn, và một số còn vẫn còn đang tiếp tục xây dựng. Thì đây là cái nhà mà coi như gần có thể thấy là nó cũng gần được hoàn thiện, các bạn thấy không? Đó, nó gần cái dàn khung bên ngoài nó đã coi như gần xong hết rồi. Đó, thì theo cái mình biết là nó đây là nó lắp ráp coi như là từng nó lên từng tầng lên các bạn, nó lắp ráp rất là nhanh, nhưng mà nó làm rất là kỹ các bạn. Các bạn thấy không? Đây là những cái khu nhà bên đó đó. Trước mặt mình đó những khu đó là nó đã hoàn thành và đang sử dụng các bạn. Đó là đó toàn bộ khu vực đó như là khu vực mới hết đó. Còn cái khu vực mà mình đã chia sẻ các bạn, cái khu vực phát triển trước mình đã cái clip trước đó, là nó cũng là một khu hình thành đã trước những khu này hiện tại bây giờ là đang hình thành đó. Đây là những cái tường bên ngoài của một cái khu. Thường thường nó làm ở đây nhà thì nó giống như một cái chung cư các bạn, thấy không? Nó như một cái chung cư, nhưng mà nó không phải là cao tầng, nó chỉ khoảng 4 tầng, 4-5 tầng nữa lại thôi, không có cao. Nên là dạng nhà lắp ráp thì nó nó rất là nhẹ các bạn. Nó không cần, không đòi hỏi cái dàn móng phải kiên cố nhiều giống như những cái nhà cao tầng kia đâu. Các bạn thấy đây là cái mô hình xây dựng của nó, hình thành đó, nó phát triển nó sẽ là như vậy đó. Natulica Poster Trader là coi như là cái khu xây dựng này là
xây dựng thiên nhiên đó, là có những cây rồi các bạn. Thì nói chung là cái khu vực này nó sẽ khu vực này nó xây dựng nó làm mới hoàn toàn các bạn, theo mô hình mới đó. Đó còn có những cái kiosk nhỏ nhỏ này các bạn biết là gì không? Đây là những cái ngôi nhà coi như là lắp ráp coi như là cấp tốc đó, là những cái khu này để cho công nhân người ta ở đó, người ta làm gì các bạn? Nó giống như những cái thùng container các bạn biết không? Ở Việt Nam có những cái thùng container đó, thì nó làm ra những cái ngôi nhà như thế này để coi như là nhà di động đó, để cho đem đi những cái công trình là coi như cho công nhân ở đó để mà xây dựng. Thì các bạn biết là cái thời tiết ở đây nó rất là lạnh đó. Đây là những cái khu nhà đã xây dựng như là gần hoàn thiện hết rồi đó, các bạn thấy không? Đây là gần hoàn thiện hết rồi các bạn đó, thì sắp sửa là sẽ coi như là nó xong cái hết cái dàn ngoài này, hạ dàn giáo xuống thì nó sẽ đưa vào sử dụng đó. Toàn bộ khu vực này nó gần như hoàn thành đó. Còn cái khu vực mà tiếp tục ở đây là trên cái bản đồ này á, là nó bắt đầu hình thành ngay chỗ khu vực này, những chiếc xe đang đậu đấy các bạn, là toàn bộ khu vực này nó sẽ xây dựng lên đó, thì nó sẽ có những cái mô hình như vậy. Đây mình sẽ cho các bạn xem từ ở trên cao xuống có những cái mô hình lắp ráp nó như thế nào nha các bạn nha. Đây thì coi như cái mô hình của bạn lấy thấy là nó nhìn từ trên cao xuống đó, nhìn từ trên cao xuống các bạn thấy không? Nó cái còn của khu vực này là khu vực phát triển mới hết, nhìn từ trên cao xuống rất là đẹp các bạn thấy không? Rõ ràng là nó là một cái khu mới hoàn toàn xây dựng. Mà lấy đá coi như là mình nãy là cái khu ở dưới đó các bạn thấy những cái khu đó trắng kia đó là những cái ụ để mà cho nó giữ cái cột, những cái trụ cột đó, cái màn móng đó các bạn đang xây đó. Thì toàn bộ khu vực này là mới hết. Các bạn thấy nó là hình thành những đường, con đường nhỏ nhỏ ở đây rồi, coi như những cái ô dọc đó, bạn thấy là những cái chỗ đó là để nó sẽ làm ra những cái khu mà nhà người ta để xe đó bạn, bãi đậu xe đó. Đó, còn ở đây là cái khu mới là đang để hình thành, chuẩn bị sắp hình thành các bạn thấy không? Đó, nó lắp ráp từng phần vậy các bạn thấy không? Nó toàn bộ là ráp ráp các bạn, nó cẩu lên những cái mảng bê tông và lắp ráp. Tuy nhiên là khi lên tới một cái tầng thì nó sẽ đổ bê tông đó, còn toàn bộ là những cái vách ngăn nó đều lắp ráp, còn thấy không? Đây nó những khung hành ở đây còn thấy không? Nó toàn là lắp ráp hết nên nó rất là nhanh các bạn. Mà cái dạng nhà như thế này á, rất là gọn nhẹ và dễ sử dụng. Những cái nhà này là gọi là ở đây nó gọi là những cái nhà mà phát triển theo cái kiểu thoáng lắm đó. Cái này là rất là thoáng các bạn, đây là mô hình mới đó, nó lắp ráp rất là nhanh đó, dễ sử dụng, không có giống như mày ngày xưa ở Việt Nam mình ha, là coi như những công trình đó là nó đổ bê tông rồi xây dựng tường rồi từng cái từng lên tí hay không, bạn thấy lắp ráp cái đó, nhà đó như vậy á, khi mà nó có vấn đề thì nó sẽ kéo theo nhiều vấn đề phụ thuộc lắm. Còn cái này là nhà lắp ráp thì nó từng phần hết, từng phần rất là hay các bạn. Những cái mô hình đó thì mình không có thể nào quay sát ở trong, tự vì mình không phải là công nhân làm công trình, mình chỉ đi quay những cái đoạn những cái khu phát triển mới của cái nơi mình ở để chia sẻ với các bạn thôi. Chứ còn những cái phần lắp ráp đó thì mình không thể nào quay được các bạn. Tại vì nó là những cái thành phần của những người công nhân, người ta làm, người ta có trình độ chuyên môn, người ta làm lắp ráp đó, mình không có thể nào quay được. Thì mình chỉ cái đó là cái vấn đề cá nhân của một công trình xây dựng thì mình không có thể nào mình quay lại được. Nên mình chỉ sẽ quay tổng quát đây cho bạn xem thôi. Đó, đây là những cái khu vực. Đây, còn cái khu vực mà trước mặt mình đây để mình sẽ đi bay gần ở đây cho các bạn thấy, đây là những cái khu mà toàn bộ là đã hình thành và người ta đang sống ở cái khu này đó, bạn thấy không? Rất là đẹp. Ở ngoài trước đó là hồ các bạn thấy bây giờ dọc cái bờ hồ này, ngày xưa nó là rừng thôi,
bây giờ người ta đã xây dựng thành coi như những cái khu phố như thế này rất là đẹp các bạn thấy không, rất là thoáng mát luôn đó. Rõ ràng là cái khu bờ hồ của Malaren và tỉnh Westwood của mình bây giờ nó đang phát triển mạnh đến mức độ này vì theo cái nhu cầu là tăng dân số của khu vực tỉnh Westwood mình là coi như mạnh nhất của trong cả nước đó, nên đòi hỏi phải có những cái khu vực xây dựng mới như thế này đó. Thì đây là những cái khu vực mà xây dựng mới mình sẽ chia sẻ các bạn, còn nhiều nữa đó. Sắp tới mình sẽ chia sẻ các bạn cái phần thứ hai, khu phát triển bờ hồ Westbrook phần 2. Thì những cái khu này rồi những cái mô hình và những cái xây dựng như thế nào mà mình sẽ chia sẻ các bạn phần 2 nha. Và các bạn hãy đón thêm phần tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ.